Hello, xin chào anh chị em. Chào mừng anh chị quay trở lại kênh đầu tư chứng khoán Quang Trần VNI. Trong phiên giao dịch ngày hôm nay của chúng ta, thị trường đã được chứng kiến một phiên tiếp tục giảm điểm của VN Index và đóng cửa ở mức 1.166 điểm, tương ứng với mức giảm là 0,67% và với thanh khoản là mức 415 triệu cổ phiếu được khớp lệnh trong phiên. Thì với cái mức thanh khoản này nó thấp hơn đáng kể so với phiên ngày hôm qua và thị trường nó cũng cho thấy cái tín hiệu là không bị giảm mạnh quá mạnh so với phiên ngày hôm qua nữa. Thì chủ yếu là phiên hôm nay là lượng hàng của những nhà đầu tư họ mua ở phiên ngày thứ sáu này là hôm nay hàng về tài khoản, thì chủ yếu nhiều nhà đầu tư họ bị lỗ khi mà mua phiên hôm thứ sáu thì hôm nay là bán cắt lỗ. Tuy nhiên với những anh chị bán cắt lỗ trong phiên hôm nay khi mà hàng về tài khoản chúng ta bán nhanh có khi chúng ta đỡ hối hận nếu như mà anh chị em mà mua phiên ngày thứ sáu. Nhưng mà hôm ngày thứ sáu thì mình kỳ vọng là thị trường nó sẽ hồi lên được vùng 1.240, 1.245, sau đó mới tiếp tục cái đà giảm điểm. Tuy nhiên sang phiên ngày thứ hai hôm qua thì với áp lực từ thị trường thế giới và áp lực từ ngân hàng trung ương tăng lãi suất điều hành lên 1% thì khiến cho thị trường chứng khoán của chúng ta trong phiên ngày hôm qua nó có một phiên nó giảm rất mạnh. Với cái lực rút chân vào cuối phiên hôm qua cũng không khiến cho nhiều cổ phiếu nó thoát được cái đà giảm mạnh và giảm sàn phiên ngày hôm qua. Tuy là sáng hôm nay có nhiều cổ phiếu nó hồi phục đi lên rất là mạnh để giúp cho anh chị có một phiên để chúng ta cơ cấu nếu như mà hôm qua chúng ta chưa kịp bán cắt lỗ, nhiều cổ phiếu nó rơi vào tình trạng cắt lỗ mà hôm qua chúng ta chưa kịp bán thì sáng nay nhiều cổ phiếu nó hồi phục để cho anh chị em bán cơ cấu, bán cắt lỗ. Thì sáng nay có rất nhiều cổ phiếu nó hồi phục khá là mạnh, điển hình đó là dòng cổ phiếu xây dựng này, dòng cổ phiếu chứng khoán này, hay là một số cổ phiếu ở dòng ngân hàng nó cũng hồi phục khá là mạnh, hay là dòng thủy sản sáng nay cũng có những cổ phiếu nó hồi này, hay một số dòng cổ phiếu khác thì sáng nay có một phiên nó hồi phục để cho anh chị em cơ cấu. Và anh chị em nào mà sáng nay chưa cơ cấu thì lại tiếp tục rơi vào tình trạng rủi ro, khi là chiều nay nó tiếp tục là một đà đạp rất là mạnh với dòng cổ phiếu dầu khí này. Heo hôm nay cũng bị bán rất là mạnh với cổ phiếu HAG này, Dabaco nó bị bán rất là mạnh sau phiên tăng lỗi ngày hôm thứ sáu vừa rồi. Hay là cổ phiếu dòng đầu tư công cũng có những cổ phiếu sau những phiên mà thanh khoản nó có dấu hiệu nó gia tăng mà cổ phiếu nó không tăng thì cũng khiến cho những cổ phiếu này nó gặp cái áp lực chốt lời ngắn hạn và bị điều chỉnh ngắn hạn. Thì thời gian tới mà dòng này nó tiếp tục nó tăng thì chúng ta phải theo dõi thêm. Thì sau đó nếu như mà nó có những nhịp nó điều chỉnh xong thì anh chị em có thể tham gia mua lại sau với dòng cổ phiếu đầu tư công này. Nhìn vào cái chỉ số chứng khoán phái sinh thì chúng ta đã thấy là cái chỉ số này nó đã thủng cái vùng đáy hồi tháng 7, thủng vào ngày hôm qua khi mà chỉ số này nó có một phiên nó giảm rất là mạnh, sau đó rút chân vào cuối phiên cũng không khiến cho cái chỉ số này nó tích cực trở lại. Thì phiên ngày hôm nay tiếp tục là một phiên sọc phái sinh của đội tạo lập, đội lái. Thì chứng khoán cơ sở VN-Index của chúng ta kể từ cuối tháng 8 cho đến nay bị mất điểm khá nhiều kể từ thời điểm mà thị trường nó áp dụng T cộng 2,5, cũng chính là thời điểm mà thị trường nó kết thúc cái đà hồi phục ở vùng 1.280 điểm, khiến cho rất nhiều nhà đầu tư kể từ cuối tháng 8 cho đến nay là rơi vào tình trạng thua lỗ. Thực ra là nhiều anh chị em trong giai đoạn tháng 9 này này chúng ta cầm cổ phiếu là gần như là chúng ta lỗ, rất ít người kiếm được lợi nhuận trong một khoảng một tháng nay. Duy chỉ có một vài cổ phiếu, ví dụ như dòng bảo hiểm mấy hôm nay nó còn tăng, hay là dòng đầu tư công mấy hôm nay nó còn tăng, mà hôm vừa rồi mình cũng có khuyến nghị anh chị em, hay là một vài dòng cổ phiếu nó có cái đà hồi phục. Còn lại rất nhiều cổ phiếu trong khoảng một tháng trở lại đây nó khiến cho chúng ta rất khó để đầu tư, và nhiều anh chị em chúng ta còn full margin thì gây ra cái tình trạng rất rủi ro cho tài khoản của anh chị. Mà kể từ khoảng một tháng nay mình khuyến nghị anh chị em chúng ta nên hạ dần tài khoản và không nên sử dụng margin ở giai đoạn này, mà khiến cho anh chị sẽ gặp phải những cái tình trạng rủi ro cho tài khoản của anh chị. Đối với thị trường của chúng ta ở trong giai đoạn này có dòng cổ phiếu nào để đầu tư được hay không, hay hiện tại chúng ta nên nắm giữ tiền mặt và chờ thị trường nó điều chỉnh xong, nó test xong thì lúc đó chúng ta mới nhảy vào, chúng ta mới tham gia trở lại đối với thị trường. Thì thực ra chúng ta nhìn vào cái chỉ số Bitcoin, cái giá Bitcoin nó là cái đồng tiền điện tử ảnh hưởng nó rất là nhạy với những thông tin đến từ Fed hay đến từ cái sức mạnh của đồng đô la. Thì hôm qua cũng chính là cái thời điểm mà chỉ số của
Bitcoin nó có một phiên nó hồi phục khá là mạnh với dòng tiền lớn tham gia. Thì hôm nay là một phiên tăng rất mạnh với đồng tiền điện tử Bitcoin và nhiều đồng tiền điện tử khác. Và chúng ta cũng phân tích song song với cái chỉ số đồng đô la index, thì có thể giai đoạn này là một giai đoạn đồng cái chỉ số đô la index này nó bước vào cái giai đoạn chạy nước rút. Trong thời điểm đồng đô la index nó tăng từ 104 cho đến 108, cũng tăng khoảng 4-5 điểm, thì rơi vào cái thời điểm cuối tháng 6 và đến giữa tháng 7 thì cũng là thời điểm mà thị trường nó tạo đáy. Và ở giai đoạn trước là thời điểm từ giữa tháng 4 đến khoảng giữa tháng 5, cũng là thời điểm mà VN-Index nó bước vào cái thời điểm nó tạo đáy. Và cho đến thời điểm hiện tại cũng là khoảng tăng khoảng 4 điểm thì chỉ số VN-Index của chúng ta nó cũng quay trở lại cái vùng đáy được hình thành hồi cuối tháng 7, cũng là thời điểm mà cái chỉ số đô la index nó bật tăng mạnh mẽ. Thì giai đoạn này liệu đồng đô la index nó có ảnh hưởng tác động tiêu cực nữa hay không đến chứng khoán thế giới, hay cũng như là chứng khoán Mỹ hay là chứng khoán Việt Nam, thì liệu có ảnh hưởng quá nhiều nữa hay không? Thì là chiến tranh giữa Ukraine và Nga thì vẫn còn đang tiếp diễn như là cô dâu 8 tuổi. Thời gian đầu thì mọi người rất quan tâm, ngày nào cũng mở ra thông tin xem Nga đánh Ukraine đến đâu rồi, hay là Ukraine nó phản công đến đâu rồi. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì gần như rất ít người quan tâm đến cái chiến sự giữa Nga và Ukraine nữa. Bởi vì những cái thông tin này nó quá nhàm chán rồi. Và người ta không còn để ý quá nhiều đến cái chiến sự này nữa, mà người ta để ý đến cuộc suy thoái của nền kinh tế, liệu nó có xảy ra hay không, lạm phát liệu nó có gia tăng nữa hay không, khi mà Fed thì vẫn liên tục tăng lãi suất. Tháng 11 thì bước vào cái cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ, thì mình đánh giá là trong cái khoảng tháng 10, tháng 11 thì có thể Fed sẽ không nâng nhiều lãi suất nữa, có thể sẽ nâng khoảng 0,5 hoặc là 0,25% nữa thôi. Và chúng ta thấy là cái chỉ số độ sợ hãi tột độ của nhà đầu tư trên thị trường nó đang ở tiệm cận cái vùng cũng như là hồi giữa tháng 4, hồi tháng 5 và hồi giữa tháng 6. Và chúng ta thấy là cái chỉ số tham lam tột độ là cũng là thời điểm mà VN-Index nó đạt cái vùng đỉnh của vùng hồi phục, sau đó bước vào cái nhịp giảm điểm và trung lập sợ hãi. Và đến thời điểm hiện tại là chúng ta thấy cái sức khỏe của thị trường nó đang ở một cái mức độ sợ hãi tột độ. Nhưng mà nhiều cổ phiếu là bước sang phiên ngày mai, ngày kia là có thể là sẽ bị call margin. Ví dụ như những cổ phiếu như Nam Long là hiện tại là có thể bị call margin này, hay những cổ phiếu như KDH là hiện tại là có thể bị call margin này, hay rất nhiều cổ phiếu dòng chứng khoán là có thể bị call margin, như những cổ phiếu như APS này, hay những cổ phiếu, rất nhiều cổ phiếu như Dick, như Shell này có thể là cũng bị này, hay như Đất Xanh này có thể bị call margin này. Khi mà đến hiện tại là có hai phiên liên tiếp là giảm sàn rồi, nó quay trở lại cái vùng đáy cũ của chính nó. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, khi mà thanh khoản của thị trường nó gần như là rất thấp, nên về cái áp lực của call margin mình đánh giá là không cao. Và cũng ở thời điểm này, hiện tại là mình đánh giá là thị trường chung của chúng ta nó có thể nó tiệm cận cái vùng đáy cũ quanh đây thôi. Sau đó nó sẽ bước vào một cái những cái phiên hồi phục đi lên, có thể lấp cái gap này, sau đó nó mới giảm tiếp. Lúc đấy nó mới quay trở lại để nó thủng cái đáy cũ. Thì hoặc là một vài phiên tới nó sẽ thủng ngay cái vùng đáy cũ luôn, thì chúng ta cũng không thể lường trước được điều gì cả. Thị trường điều gì nó cũng có thể xảy ra, nó cũng như là một sòng bài, sòng bạc, luật chơi của nhà cái, của đội tạo lập. Nên chúng ta muốn tham gia, chúng ta muốn kiếm lợi nhuận trên thị trường, buộc chúng ta phải tuân thủ cái kỷ luật và cái luật chơi của đội tạo lập. Chứ chúng ta làm trái là khả năng rất cao anh chị sẽ rơi vào những cái tình trạng thua lỗ khi tham gia trên thị trường. Nên mình đánh giá thị trường của chúng ta có thể phiên ngày mai đầu phiên nó sẽ có những cái tác động bán đầu phiên và có thể mở gap giảm điểm. Tuy nhiên sang đến phiên buổi chiều thì sẽ có lực kéo lên của một số dòng, ví dụ như dòng xây dựng này, dòng đầu tư công này có thể sẽ có lực kéo lên, hay là dòng năng lượng, dòng điện. Thì hôm nay có cái thông tin về cuộc họp liên quan đến cái quy hoạch điện 8, nên giúp cho một số cổ phiếu ở dòng năng lượng này như NT2 này, như VSH này, nó có một phiên nó hồi phục khá là mạnh đi lên sau những nhịp giảm mạnh vừa rồi. Thì liệu chúng ta có nên bắt đáy những dòng này hay không, khi mà báo cáo tài chính quý 3 thì chuẩn bị được công bố,
Và thời điểm báo cáo tài chính chuẩn bị được công bố cũng chính là thời điểm mà nhiều dòng cổ phiếu nó đạt đỉnh về cái lợi nhuận trong quý vừa rồi. Ví dụ như chúng ta thấy dòng bán lẻ giai đoạn vừa rồi, sau khi gặp cái vùng cản kháng cự rất mạnh, và mình bảo nhiều anh chị em bán ở vùng này, thì chúng ta vừa bán, chúng ta vừa có lãi xong, chốt lời xong, thì cổ phiếu nó quay đầu nó giảm rất là mạnh. Và nó tạo thành cái mẫu hình vai đầu vai, mẫu hình vai đầu vai điển hình luôn. Mà nhiều cổ phiếu đợt trước ấy, mình có cảnh báo anh chị, nhiều anh chị em hỏi mình ở đây là có mua được SKG hay không, thì mình cảnh báo luôn là có thể nó là tạo thành cái mẫu hình vai đầu vai, nên tránh những cổ phiếu này ra. Thì sau khi tạo thành mẫu hình vai đầu vai, cổ phiếu nó giảm rất là mạnh. Hay điển hình là cổ phiếu DXF phiên hôm nay, nó cũng có dấu hiệu nó tạo thành cái mẫu hình vai đầu vai, nhưng mà nó không rõ lắm, và nó có những cái nhịp nó giảm rất là mạnh, khiến cho những nhà đầu tư vẫn còn đang nắm giữ những cổ phiếu này rơi vào cái tình trạng hoảng loạn. Có thể khi chúng ta chấp nhận chúng ta bán lại chính là thời điểm đáy của cổ phiếu đấy, hay là đáy của thị trường. Thì để tránh được cái tình trạng chúng ta bán đúng đáy, thì buộc anh chị em phải đưa ra cái quyết định khi cổ phiếu nó còn khoản lỗ nhỏ, thì chúng ta đỡ phải chấp nhận những khoản lỗ nó sâu. Để làm được điều này và tránh được những cái tâm lý khi cổ phiếu nó âm 3, âm 5, âm 7 điểm, chúng ta thấy khoản lỗ nó chưa lớn lắm, chúng ta còn kỳ vọng, chúng ta hy vọng cổ phiếu nó sẽ hồi phục, và càng hy vọng thì sẽ khiến cho anh chị em rơi vào cái tình trạng thất vọng bấy nhiêu, càng hy vọng thì càng thất vọng. Nên mình mới có câu nói bảo anh chị em, chia sẻ với anh chị em là trong một cái thị trường uptrend, chúng ta nên mua nhanh và bán thì bán chậm, bán từ từ để cho cổ phiếu nó chạy, lãi nó chạy. Nhưng trong một giai đoạn thị trường downtrend, chúng ta mua thì nên mua chậm, mua từ từ, mua từ từ. Và khi bán thì phải bán thật nhanh. Tại sao lại bán thật nhanh? Chúng ta cứ nhìn mấy phiên vừa rồi chúng ta sẽ biết là tại sao nên bán nhanh. Bán nhanh để chạy kịp, chứ không chạy kịp cái là rét không còn mà nhặt luôn. Anh chị em sẽ thấm nhất điều này. Chúng ta sẽ thấy là giai đoạn hiện tại của thị trường, nhiều cổ phiếu nó giảm không khác gì đợt tháng 4, đợt tháng 3, tháng 4 ấy. Ví dụ những cổ phiếu như đất xanh này, một nhịp của nó giảm khoảng 20%. Mà nhịp vừa rồi kể từ tháng 8, cuối tháng 8 cho đến hiện tại, nó giảm khoảng 23%. Nó không khác gì hồi tháng 4 vừa rồi cả. Mà trong tuần trước ấy, tuần trước nữa, mình có bảo anh chị em là nếu anh chị em mà có canh mua những cổ phiếu mà giảm đến phiên thứ 3 ấy, thì chúng ta có thể canh, chúng ta mua khoảng 30-50%. Nhưng mà chúng ta phải nhìn vào thị trường nhé, chứ không phải chúng ta áp dụng mù quáng. Chúng ta áp dụng trong mọi trường hợp là chết đấy, chứ không phải lúc nào chúng ta bắt giao rơi, lúc nào chúng ta bắt khi cổ phiếu nó giảm đến 3 phiên đâu. Mà bắt trong những giai đoạn này là chết sấp mặt luôn. Chúng ta chỉ nên bắt những cổ phiếu mà nó vừa có cái nhịp nó tăng rất mạnh, thì chúng ta mới có khả năng để chiến thắng. Ví dụ những cổ phiếu như RE này, giai đoạn trước này, anh chị em thấy không? Khi nó tăng thì nó tăng rất là mạnh, và nó giữ được cái trend xu hướng. Và nó tăng này, tăng thì tăng rất là mạnh. Và giai đoạn này này, dòng năng lượng, dòng điện nó vẫn đang được hưởng lợi rất là lớn, và nó còn đang có trend xu hướng, thì chúng ta bắt, chúng ta mới có khả năng kiếm được lợi nhuận. Hay những giai đoạn này này, hay những giai đoạn như vừa rồi, như VGC này, bắt thì khi hàng về may ra có lãi, nhưng mà khi mà thị trường nó bắt đầu nó rủi ro hơn này, đến phiên giảm thứ 3 chúng ta bán là phải bán vội luôn. Nhưng mình mua ở phiên này nhá, đến khi phiên này mình không bán, phiên hôm sau, sáng hôm sau mình phải bán vội khi cổ phiếu nó thủng 50-50 vẫn có lãi, nhưng mà rất là cảm thấy rất vui luôn. Khi bán xong cổ phiếu nó giảm, nó tiếp tục nó giảm. Nhưng mà giai đoạn này mà anh chị em thấy 3 phiên nó giảm, chúng ta mua chưa chắc đã đem lại lợi nhuận đâu. Nên chúng ta phải áp dụng đúng lúc, đúng chỗ, chứ không phải là thấy thị trường nó rơi, nó chưa có cái điểm dừng mà chúng ta mua là gặp rất nhiều rủi ro. Quay trở lại câu chuyện về thị trường của chúng ta, thì hôm nay chúng ta được chứng kiến là một phiên thị trường nó giảm không mạnh nữa, và thanh khoản nó cũng có những tín hiệu nó giảm rồi. Thì rất có thể là phiên ngày mai chúng ta sẽ được thấy là một phiên phục hồi của thị trường chung của chúng ta. Thì ngày mai nếu như mà thị trường nó phục hồi, mà những dòng cổ phiếu mà anh chị em quan tâm mà nó có điểm mua, thì chúng ta mới có thể mua được. Có thể là dòng cổ phiếu đầu tư công này, với những cổ phiếu như HHV này, hay như là FCN này, cũng có thể có cơ hội này. Hay là VCG này, VCG thì nó rủi ro hơn, vì phiên hôm nay là một phiên cụt đầu của cổ phiếu này, nên chúng ta phải theo dõi thêm. Còn những cổ phiếu như HHV hay là FCN thì có thể sẽ có cơ hội hơn. Sáng nay thì mình có để ý thằng PLC lúc 9 giờ thì thấy lúc ấy nó đang tăng khoảng 2%, cũng định khuyến nghị anh chị em, nhưng mà thấy rủi ro của thị trường nó vẫn tiềm ẩn,
và dòng những cổ phiếu cùng dòng, những cổ phiếu leader cùng dòng nó chạy trước, nó đang có dấu hiệu nó chững lại nên mình không khuyến nghị. Và bây giờ với những cổ phiếu như PLC này thì chúng ta, anh chị em mà chưa mua được phiên hôm nay thì chúng ta có thể theo dõi một vài phiên tới, nó chưa tăng được ngay đâu, nó sẽ có những phiên nó test lại. Nếu như mà test lại thành công thì lúc đó anh chị em tham gia chưa muộn đâu, vì hiện tại sau một phiên nó tăng này, cuối phiên nó không giữ được mức giá tăng trần và nó gặp ngay vùng cản kháng cự hồi đầu tháng 6, nên mình đánh giá về khả năng nó sẽ test lại, khả năng này cao, nên chúng ta cần theo dõi thêm một vài phiên tới với thị trường, cũng như là những cổ phiếu nó leader dòng này, hay như dòng cổ phiếu xây dựng này, có những cổ phiếu như HBC nó đang có những tín hiệu nó phục hồi đi lên. Và anh chị em có thể thấy những cổ phiếu này nó có cái nền giá nó khá là giống những cổ phiếu như LCG này, Licozy, Digen, test lại đáy không thủng thì khả năng đi lên nó rất cao. Thì thằng cổ phiếu này nó không khác gì HHV đâu, và không khác gì VCG đâu, anh chị em có thể để ý. Thì thằng HBC thời gian tới mà nó test lại thì anh chị em có thể tham gia cổ phiếu này. Khi mà thị trường nó test lại đáy và nó tạo đáy thành công thì chúng ta có thể để ý những cổ phiếu như HBC. Còn nếu như ở phiên ngày mai, ngày kia nó test lại đáy lần nữa thì càng đẹp, quan trọng nó không thủng nhá. Và đáy cao, đáy sau thì cao hơn đáy trước, thì lúc đó chúng ta có thể quan tâm với dòng cổ phiếu xây dựng. Hay như những cổ phiếu như CTD thì CTD nó yếu hơn và cái nền giá bên trên này nó khá là lỏng. Và giai đoạn này của cổ phiếu này nó đang khá là giống thằng Dabaco, anh chị em có thể để ý. Và nó đang khá là giống ở thời điểm này của Dabaco này. Thì mình đã có nhận định với anh chị em nhiều lần, ở những cổ phiếu như thế này, như cổ phiếu Dabaco này, ở cái giai đoạn 2 của nó, nhìn chung là khá là khó để đầu tư. Như phiên hôm nay thằng Dabaco cuối phiên nó thủng hết cả vùng hỗ trợ luôn. Và nhiều anh chị em hôm nay còn bán ở quanh vùng giá 24.5. Sau khi bán xong vẫn còn cảm thấy mừng, vì bán xong cuối phiên cổ phiếu nó đạp cho, tiếp tục đạp cho gần như là lăn sàn luôn, khiến cho chúng ta rất hoang mang với những cổ phiếu này. Và có thể là thời điểm này, thời điểm kết thúc cái chu kỳ tăng trưởng của thằng Dabaco, nó khác với thằng HAG. Nên giai đoạn này là giai đoạn là mùa chốt lời của thằng Dabaco, với nhiều nhà đầu tư họ mua từ dưới này này, thì giai đoạn này là thời điểm họ chốt lời. Và hôm nay nhiều nhà đầu tư cũng cắt lỗ khi họ mua phiên ngày thứ 6, cũng là một phiên tăng lỗi của cổ phiếu này. Thì sau một phiên tăng lỗi thì cổ phiếu nó gặp những cái tác động giảm rất là mạnh, nên những cổ phiếu này chúng ta phải, giai đoạn này chúng ta phải tránh xa ra. Quay trở lại dòng cổ phiếu xây dựng này, những cổ phiếu như CTD thì chúng ta có thể theo dõi thêm. Còn nó đang có những cái tín hiệu đỉnh sau nó thấp hơn đỉnh trước và đáy sau nó thấp hơn đáy trước, cũng là những tín hiệu nó khá là rủi ro. Nên hiện tại thì mình đang ưu tiên thằng HBC hơn, vì nền giá của nó đang là nền giá hướng lên, nên nó đang khá là tích cực hơn là thằng CTD. Hay như thằng Hút này, Hút thì hôm qua là một phiên giảm rất là mạnh, nhưng mà thanh khoản gần như không còn nữa, nên hôm nay là một phiên rút chân hồi phục đi lên. Nên thời gian tới chúng ta cần theo dõi thêm dòng này xem nó có dấu hiệu tham gia hay không. Không có thì thôi. Khi mà lãi suất của ngân hàng tăng thì nhìn chung là NIM dòng ngân hàng nó sẽ giảm xuống. Tuy nhiên cái NIM ngân hàng nó giảm xuống thì thực ra điều này chúng ta có thể nhìn thấy từ năm ngoái rồi, khi mà cái chu kỳ tiền rẻ nó đã kết thúc sau đại dịch Covid rồi, thì không thể còn cái chuyện lợi nhuận của ngân hàng nó sẽ tăng đột biến nữa. Và ngân hàng hay là chứng khoán hay là những dòng cổ phiếu được hưởng lợi từ cái chu kỳ tiền rẻ thì đến thời điểm hiện tại cũng như là trong thời gian tới sẽ gặp khá nhiều bất lợi. Nhưng ngân hàng thì tăng lãi suất huy động thì cái NIM, cái biên lợi nhuận nó sẽ bị giảm từ nay, ít nhất là từ nay cho đến tháng 6 năm 2023. Lúc đấy là cái mức lãi suất cho vay mới hết hạn, cái mức lãi suất ưu đãi cho vay. Thì nhìn chung là thời điểm hiện tại là chúng ta không còn kỳ vọng nhiều vào dòng ngân hàng. Mà thực ra là dòng ngân hàng đến thời điểm hiện tại nó đang giảm rất là mạnh. Nên giai đoạn này mà anh chị em có thích dòng cổ phiếu ngân hàng thì thực ra là chúng ta buộc chúng ta phải mua, để gọi là mua tích sản thôi. Với những cổ phiếu như VIB, như HD Bank, hay là LB Bank, hay là ACB, BID, thực ra nó đang tiệm cận cái vùng đáy cũ của nó. Nhưng mà chúng ta không thể lường trước được liệu nó có tiếp tục nó giảm về vùng 30 hay không. Với những cổ phiếu như BID, hay là Techcombank này, hay là CTG này, hay là STB này, là những gọi là một trong top 4 ngân hàng, thì những cái chính sách của top 4 ngân hàng trung ương, ngân hàng nhà nước sẽ gặp áp lực hơn so với những ngân hàng thương mại. Nên chúng ta có thể thấy là những ngân hàng thuộc top 4 nó liên tục nó giảm điểm và chưa cho thấy những tín hiệu nó hồi phục. Nên chúng ta mà có quan tâm thì chúng ta nên ưu tiên những ngân hàng ví dụ như VIB nó hướng lên thì có cơ hội để chúng ta tham gia những cái nhịp hồi phục. Hay như HD Bank
hay một số cổ phiếu ngân hàng mà chúng ta kỳ vọng về cái khoản đầu tư tích sản. Cho nên giai đoạn hiện tại mà chúng ta mong muốn đánh ngắn thì chúng ta nên cạch mặt thứ nhất là dòng bất động sản, thứ hai là dòng chứng khoán, thứ ba là dòng ngân hàng, thì chúng ta cạch mặt ba dòng này ra. Nếu có quan tâm thì tới thị trường thì nên ưu tiên có thể là dòng cổ phiếu bảo hiểm, chờ nó test xong, nó xây xong cái nền giá. Với những cổ phiếu như MIG hay là BMI thì chúng ta có thể quan tâm để chúng ta tham gia trong thời gian tới. Hay là thằng BVH, tuy là nền giá của thằng BVH nó khá là đẹp nhưng mà cổ phiếu này nó trong VN30, mà chúng ta thấy là chỉ số VN30 giai đoạn này nó bị đem ra nó điều chỉnh rất là mạnh, khiến cho dòng cổ phiếu nào đẹp thành xấu hết. Và chúng ta có thể ưu tiên quan tâm đến những doanh nghiệp nó có lượng tiền mặt nó rất là lớn, ví dụ như FPT này có lượng tiền mặt rất là lớn này nhưng mà giá cổ phiếu nó chưa ủng hộ, hay như GAT này còn đang có những cái tín hiệu hồi phục đi lên, mà có thể anh chị em có thể quan tâm để chúng ta tham gia. Hay một vài cổ phiếu như VEA, tuy nhiên cổ phiếu này thì tính bao cung của nó cao quá và các quỹ đầu tư họ nắm giữ cổ phiếu này khá nhiều, từ FinElite này các thứ, DC cũng gầm, nên mình không ưu tiên cổ phiếu này lắm. Là chúng ta nên ưu tiên và quan tâm đến những cổ phiếu có lượng tiền mặt lớn, thì đó có thể là điểm đến cho anh chị trong thời gian tới để chúng ta tìm kiếm những khoản lợi nhuận. Tuy nhiên chúng ta chờ thị trường nó test đáy xong rồi đã, thì lúc đó chúng ta tham gia trở lại thị trường. Còn đối với anh chị em mà đang kẹt cổ phiếu thì tính đến phiên hôm nay, thì sau phiên hôm nay thì anh chị em không nên bán cổ phiếu nữa. Thì có thể sau phiên hôm nay mà anh chị em tiếp tục chúng ta bán thì có thể lại là thời điểm chúng ta bán đúng đáy những cổ phiếu này. Còn đối với dòng cổ phiếu phân bón, phân đạm thì mình vẫn đang thấy những cổ phiếu này, ví dụ như đạm Cà Mau, nó vẫn đang giữ được cái trend xu hướng tăng giá. Thì sau khi gặp cái vùng cản này này thì cho đến nay cổ phiếu nó vẫn đang tái tích lũy và nó rũ bỏ. Hôm vừa rồi, hôm qua thì nó có một phiên nó test đáy khá là thành công, với thanh khoản thì thấp hơn phiên này, ngang ngang phiên này, thì chúng ta cần theo dõi thêm một vài phiên tới nó có cái nhịp nó hồi phục đi lên hay không. Thì thực ra là dòng phân bón hóa chất cho đến thời điểm hiện tại thì nó không còn được hưởng lợi sau cái mùa Covid, nhưng mà đến mùa đông thì nó lại được hưởng lợi về cái vụ mùa cuối năm, mấy tháng cuối năm. Và những nước châu Âu, những cái nhà máy phân bón gần như lớn nhất châu Âu như ở Hà Lan, như ở Ba Lan nó đóng cửa, thì cũng là những cái tín hiệu khá là tích cực với những cổ phiếu như đạm Cà Mau hay là đạm Phú Mỹ. Tuy nhiên thằng đạm Phú Mỹ thì cho đến thời điểm hiện tại thì nó cũng đã giảm gần 20% sau cái nhịp phục hồi. Nên giai đoạn này thì mình chỉ ưu tiên thằng đạm Cà Mau thôi, nó còn giữ được cái trend. Những cổ phiếu nào mà nó giữ được trend thì anh chị em cứ chọn mặt gửi vàng vào cổ phiếu đấy. Còn cổ phiếu nào không giữ được thì thôi. Những cổ phiếu như BFC thì nó quá là yếu rồi, hồi phục không hồi phục lên được. Thì anh chị em có thể thấy đây là cái tính mạnh yếu của cổ phiếu trên thị trường. Thì chúng ta chỉ nên tập trung vào những cổ phiếu leader thôi. Còn các cổ phiếu phía sau thì thôi. Thì tập trung vào những cổ phiếu leader này thì có khả năng sẽ đem lại những khoản lợi nhuận cho anh chị. Còn tập trung vào những cổ phiếu mà nó giảm mạnh thì không biết là bao giờ chúng ta mới kiếm được lợi nhuận, và có khi nó gây ra những cái tình trạng rủi ro cho tài khoản của chúng ta. Mà giai đoạn này thì chúng ta vẫn thấy một số dòng cổ phiếu nó vẫn có những cổ phiếu leader, thế là như cổ phiếu như dòng bất động sản nó vẫn có những cổ phiếu leader như CKG này, còn TDC thì rụng rồi. Nền giá của CKG và TDC tính đến phiên này là không khác gì nhau, nhưng mà một cổ phiếu thì đi ngược, một cổ phiếu thì đi về, một cổ phiếu đi lên, một cổ phiếu đi xuống. Nên anh chị em mà giai đoạn này chúng ta tiếc không mua CKG thì chúng ta quay sang nhìn ngay sang thằng TDC. Chúng ta không thể biết được khi nào cổ phiếu nó giảm. Đây có thể là những phiên mà kéo dướn đi lên để tiếp tục là những phiên phân phối lượng hàng ra cho nhà đầu tư nhỏ lẻ thôi. Nên anh chị em phải chú ý, chúng ta không nên mua những cổ phiếu này, trừ khi thời gian tới nó xây được cái nền giá ở đây này. Và sau khi xây nền giá xong nó có những phiên nó rũ bỏ rồi nó đi lên thì lúc đó mình phải quan tâm. Có thể là thời gian xây nền giá mất khoảng vài tháng, 1-2 tháng. Anh chị em cứ chờ đến thời điểm đấy, nếu như mà nó xác nhận thì lúc đó anh chị em tham gia sau chưa muộn. Còn đối với dòng cổ phiếu thép, hôm nay thì có thằng NSH nó hồi phục, nó tăng trần này, nhưng mà những cổ phiếu như NKG hay là Hoa Sen thì tiếp tục là những phiên nó giảm điểm. Thì thời gian vừa qua thì mình cũng cảnh báo anh chị em mà có cầm những cổ phiếu này thì chúng ta nên cơ cấu, nên bán ra sớm vì mình không đánh giá cao dòng này. Tuy nhiên anh chị em mà còn cầm đến thời điểm hiện tại thì chắc là chúng ta phải nắm giữ thôi, phải nắm giữ, chờ đến thời điểm nó hồi phục thì lúc đó chúng ta cơ cấu, chúng ta bán ra. Còn chờ đến thời điểm hòa vốn ý, với những anh chị em mà cầm từ giá 38, 39 này, có khi phải mất 2-3 năm tới anh chị em mới có cơ hội chúng ta về bờ. Nhưng với những cổ phiếu mà nó kết thúc cái chu kỳ tăng trưởng
thì nhìn chung sẽ mất rất nhiều thời gian để nó bước vào một cái chu kỳ tăng trưởng mới. Và thời điểm hiện tại của thị trường, nhiều anh chị em cũng đánh giá nó khá là giống với thời điểm hồi tháng 10 năm 2018. Và thực ra là phiên hôm qua thị trường của chúng ta nó cũng khá là giống phiên ngày 25 tháng 10, và phiên ngày hôm nay cũng khá là giống ngày 26 tháng 10 năm 2018. Và liệu phiên ngày mai nó có giống phiên này hay không thì chúng ta phải chờ xem. Nó cũng là những phiên nó thủng cái đáy cũ, sau đó cuối phiên thì rút chân đi lên thì tạo thành phiên spring của thị trường này. Và SOS2 đối với thị trường hồi tháng 10 năm 2018 thì sau đó thị trường nó tạo đáy và nó hồi phục, có những phiên nó hồi phục rất là mạnh đi lên. Nên mình đánh giá là thị trường của chúng ta một vài phiên tới, một hai phiên tới thôi, nó sẽ có những phiên nó hồi phục để cho anh chị em tiếp tục có những phiên chúng ta tiếp tục chúng ta cơ cấu ra. Nhưng sáng nay nhiều anh chị em nghe mình bán ra đầu phiên sáng nay khi mà thị trường nó hồi phục đi lên, thì sau sau đó chiều nay nhắn tin cảm ơn mình vì không bán thì có khi là bây giờ tài khoản lại đi bụi rồi, tiếc lại không bán. Thì không biết là cổ phiếu nó sẽ đi về đâu với những cổ phiếu mà nó kết thúc cái chu kỳ tăng trưởng của nó, nên chúng ta phải chú ý, phải để ý. Còn tính đến thời điểm hiện tại thì rất ít cổ phiếu đem lại cái cơ hội cho anh chị để chúng ta đầu tư trong thời gian tới, duy chỉ có một vài dòng cổ phiếu nó đi ngược thị trường thôi. Nhiều anh chị em hỏi mình thì liệu thời gian tới dòng dầu khí nó có những nhịp nó hồi phục hay không, thì chúng ta có thể để ý là cái giá dầu thế giới này tính đến phiên hôm nay là nó bắt đầu nó tạo đáy và có cái đà hồi phục đi lên. Chúng ta thấy cái chỉ số Bitcoin nó đang có những cái phiên nó tăng rất là mạnh, nên mình đánh giá là giá dầu và giá khí đốt một vài phiên tới nó sẽ hồi phục đi lên thôi. Đối với những cổ phiếu thuộc dòng dầu khí thì như cổ phiếu như PVD này, nó tạo thành cái mẫu hình vai đầu vai này. Nên anh chị em nào mà không bán kịp những cổ phiếu này khiến cho chúng ta từ lãi mà thành lỗ là rất nguy hiểm luôn. Còn những cổ phiếu như BSR thì sau cái thông tin cũng là phiên ngày thứ sáu, thông tin về BSR nó lãi mười mấy nghìn tỷ khiến cho cổ phiếu này nó có một phiên nó FOMO tăng mạnh. Thì cho đến phiên hôm nay cũng nhiều nhà đầu tư họ bắt đầu họ chốt, họ cắt lỗ rồi, và cổ phiếu nó đang tiệm cận cái vùng đáy đáy cũ. Thì có thể là thị trường của chúng ta kỳ vọng nó sẽ giống những cái nhịp này này thì tạo thành những phiên FOMO bull trap. Nếu như là một vài phiên tới nó có một phiên nó tăng rất là mạnh nhưng mà thanh khoản thì không thấy, thì chúng ta phải chú ý với những phiên đấy của thị trường. Có cổ phiếu thì nên bán với những phiên đấy của thị trường anh chị nhé. Còn mình vẫn kỳ vọng về kịch bản của thị trường của chúng ta trong thời gian tới nó sẽ test lại đáy giống như hồi tháng 7, giống như những phiên này, sau khi giảm và tiệm cận lại vùng đáy cũ thì nó hồi phục đi lên, và sau khi hồi phục đi lên được mấy phiên thì nó tiếp tục nó giảm. Và nhiều nhà đầu tư ở giai đoạn này là bắt đầu chán nản, không còn kỳ vọng nhiều vào thị trường nữa, nên chúng ta chú ý trong thời gian tới. Nhưng giai đoạn này anh chị em đừng dại là chúng ta lao vào chúng ta bắt dao rơi bắt đáy, cứ chờ nó tạo đáy và nó test xong đáy nó xác nhận thì lúc đó anh chị em chúng ta tham gia vẫn chưa muộn. Chứ cơ hội nó không chỉ đến một lần, nhất là trên thị trường chứng khoán. Bỏ lỡ cơ hội này thì chúng ta tìm kiếm cơ hội khác. Chắc là trong giai đoạn này anh chị em thấm cái câu thà rớt nước còn hơn là đổ máu. Thì tài khoản thì mất tiền thì chúng ta khác gì đứt từng khúc ruột đâu. Nên anh chị em giai đoạn này chúng ta vẫn chú ý quản trị rủi ro, bảo toàn cái tài khoản của anh chị để thời gian tới nếu như là thị trường nó bước vào con sóng mới thì lúc đó chúng ta tham gia trở lại vào thị trường để đem về những khoản lợi nhuận từ nay đến cuối năm. Chuẩn bị khi mà báo cáo tài chính nó được công bố thì chúng ta phân tích về báo cáo tài chính doanh nghiệp xem doanh nghiệp nào nó còn triển vọng tăng trưởng, có thể là bán lẻ này, có thể là đầu tư công, có thể là xây dựng, hay là có thể một vài dòng cổ phiếu nó được hưởng lợi, ví dụ như dòng điện. Báo cáo tài chính quý 3 này chúng ta sẽ được thấy là dòng điện lợi nhuận của nó tăng rất đột biến, nên giai đoạn này chúng ta nên ưu tiên cầm tiền mặt đã anh chị nhé. Thì chúc anh chị đầu tư hiệu quả trong thời gian tới. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe.